Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Hôm nay là hội nghị G20 quốc gia đang họp ở tại Ấn Độ. Và điểm đáng chú ý là trong cấp ngoại trưởng, các vị ngoại trưởng của các quốc gia họp ở đây, lẽ đương nhiên họ thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó Ukraine chiếm hàng đầu. Bên trái của quý vị, chúng ta nhìn thấy ông Antony Blinken, ngoại trưởng Hoa Kỳ, và bên tay phải là Sergey Lavrov, tùy theo cái màn ảnh của quý vị ở nhà. Thì hai ông gặp gỡ nhau, họ nói chỉ có 10 phút thôi. Trước đây thì hai người cũng thuộc loại thân tình lúc mà ông Blinken lên làm ngoại trưởng đó. Nhưng mà sau đó khi mà Nga tuyên bố chiến tranh với Ukraine thì mối quan hệ giữa hai người, hai quốc gia càng ngày càng xa lánh nhau, căng thẳng hơn. Ông Antony Blinken trong 10 phút ông nói thật nhanh. Thứ nhất đó là ông lên án hành động của Nga xâm lược Ukraine gây khó khăn hơn nữa. Thứ nhì đó, ông kêu gọi Nga hãy ngay lập tức trả tự do cho công dân Hoa Kỳ, ông Paul Whelan. Cho đến giờ phút này, Paul Whelan vẫn được Nga xem là một tay trùm gián điệp. Và vì thế, họ vẫn giữ Paul Whelan cho dù các nỗ lực của ông phía Biden tìm cách thuyết phục. Chưa thấy có phá vỡ được bế tắc để mà trả tự do cho ông Paul Whelan. Điểm thứ ba nữa đó là ông Antony Blinken, ngoại trưởng Hoa Kỳ, đề cập tới phía Nga đó là kêu gọi Nga hãy quay trở lại hiệp ước STAR, là hiệp ước kiểm soát vũ khí nguyên tử, chấp nhận các đề xuất của Hoa Kỳ. Nga, Tổng thống Vladimir Putin, chúng ta nhớ vào tuần rồi có tin tức, bởi vì ông trong cái bài diễn văn lên án phương Tây và Hoa Kỳ, phía Nga đổ lỗi. Cái điều này nói vừa đánh trống vừa la làng đó, thưa quý vị, vừa ăn cướp vừa la làng. Đổ lỗi cho Hoa Kỳ và phương Tây là lý do khiến cho Nga phải đánh Ukraine. Và vì thế, trước cái thất bại trong vòng một năm qua, thì Putin cuối cùng giận quá không làm gì khác hơn là tuyên bố bây giờ chúng tôi sẽ không tham gia vào hiệp ước tài giảm vũ khí nguyên tử với Hoa Kỳ. Có nghĩa là Nga sẽ tiếp tục sản xuất vũ khí nguyên tử, cho thử nghiệm vũ khí nguyên tử trong tương lai và không còn nằm trong cái khối này nữa. Và tuyên bố này của Putin, bên các quốc gia phương Tây và kể cả Trung Quốc và Ấn Độ cũng quan ngại. Trung Quốc và Ấn Độ cũng là quốc gia sở hữu hay là thủ đắc vũ khí nguyên tử. Sau đó thì ông phía Lavrov trả lời như thế nào? Họ nói, well, cái chuyện đó chúng ta sẽ còn để thời gian thảo luận. Nga không có quyết định gì với Paul Whelan hoặc là cái chương trình STAR cả. Và thậm chí đó, ông Lavrov còn chỉ trích nữa. Chỉ trích ông Blinken đó. Chỉ trích nói rằng Hoa Kỳ, phương Tây trong thời gian qua đó đang có nỗ lực tống tiền và đe dọa. Tống tiền ở đây, cái thuật ngữ gọi là cấm vận đó, trừng phạt, rồi đe dọa nước Nga để không làm, không để cho nước Nga tiếp tục cái cuộc chiến mà bên phía ông Blinken gọi là vô cớ và vô trách nhiệm. Bởi vì cuộc chiến này đã đe dọa an ninh cho toàn cầu, ảnh hưởng luôn cả các quốc gia và sự phát triển kinh tế của các quốc gia. Ấn Độ đó, thưa quý vị, làm nước chủ nhà đứng ra làm trung gian thì họ muốn đưa vấn đề Ukraine ra để tìm cái sự hòa giải và nỗ lực làm thế nào để hai bên
quan trọng nhất là giữa Nga và Hoa Kỳ có thể tìm đến một cái điểm tương đồng. Tương đồng ở đây làm sao giải quyết chiến tranh Ukraine. Bởi vì chiến tranh Ukraine nó ảnh hưởng hết tất cả các quốc gia trên thế giới. Thế nhưng các chủ đề tập trung vào kinh tế phát triển, kinh tế hỗ trợ cho các quốc gia nghèo vân vân đều bị ảnh hưởng bởi vì mây mù của chiến tranh Ukraine che mờ. Và thưa quý vị, cảnh sát ở tại New Jersey vẫn đang điều tra một cái vụ, đó là vào ngày hôm qua ở một cái thành phố gọi là Roosevelt xảy ra cái chuyện đó là cảnh sát đến serve cái lệnh mà eviction, trục xuất khỏi nhà của một người phụ nữ. Bà này bà ở nhà người ta hơn một năm qua không trả tiền, nhưng mà bà chống đối lại không chịu ra khỏi nhà, vậy mà cuối cùng lại cho nổ banh căn nhà và bà chết ở bên trong căn nhà luôn, thưa quý vị. Thì phía cảnh sát cho biết đó là chuyện xảy ra lúc 11 giờ sáng hôm qua. Bây giờ danh tính người phụ nữ này không có được công bố, cho nên là cũng không biết là người sắc tộc nào. Chỉ biết là thứ nhất, bà ở một mình, bà thuê cái căn nhà này. Bà thuê nguyên một cái căn nhà chính, nhưng mà ở cái sân sau đó thì cái người chủ nhà cũng có xây thêm một cái căn nhà nhỏ nữa, giống như ADU ở OC mình vậy đó. Thì cái người mà ở cái căn ADU thì vẫn trả tiền bình thường, nhưng mà cái người phụ nữ mà ở một mình cái căn nhà chính đó, bà này lúc trước bà làm cái nghề là giống như là trông coi, họ gọi là cat sitter, giống như baby sitter vậy đó quý vị, trông coi chó mèo cho hàng xóm. Nhưng mà kể từ bắt đầu đại dịch đó, rồi khi mà nhiều tiểu bang dân chủ chẳng hạn như New Jersey, ông thống đốc ổng vẫn ký cái lệnh là hoãn trục xuất người ta nếu như mà người ta gặp khó khăn, không có trả được tiền thuê nhà đó. Thì người phụ nữ này bây giờ không biết là lúc mà dịch đó thì bà có còn có income không thì không biết được. Nhưng mà hơn một năm rồi bà không trả tiền nhà, thì cuối cùng cái người chủ nhà đó cũng phải làm giấy tờ để mà theo đúng cái trình tự trục xuất bà. Thì ngày hôm qua phía cảnh sát thành phố Roosevelt họ đến, họ đưa giấy, thì bà này bà ở trong, bà nhất định bà không mở cửa và bà chửi bới cảnh sát. Rồi cảnh sát đứng đó một hồi với bà gần 2 tiếng đồng hồ, thì bà nói là nếu mà không, cảnh sát không có để cho bà yên đó, bà sẽ cho nổ căn nhà. Và cảnh sát không nghĩ là bà làm, và tự dưng cái bắt đầu cảnh sát thấy bà đi, bà đóng hết cửa sổ lại này nọ, thì là họ nghĩ là chắc có chuyện rồi, cho nên cảnh sát họ mới lùi ra ngoài. Và họ ngay lập tức đi kêu những cái người hàng xóm xung quanh đó là phải di tản ngay lập tức. Và thật sự người phụ nữ này đó, bà đóng hết cửa, bà mở gas lên thưa quý vị, và một hồi sau đó bà châm lửa, cho nên là nguyên căn nhà cháy rụi luôn, và nó cháy luôn cái căn mà ADU ở sân sau nữa. Thì cái người đang thuê cái căn này bây giờ không có chỗ ở luôn. Thì bây giờ phía cảnh sát cho biết là ở trong cái khu phố này, thành phố Roosevelt đó, trong vòng khoảng mấy tháng nay bắt đầu cảnh sát phải đi serve cái lệnh eviction, tại vì cái chuyện mà hoãn eviction của cái tiểu bang này đã chấm dứt rồi thưa quý vị, nó cái lệnh hoãn nó expire rồi, và ông thống đốc ổng không ký thêm nữa. Thì những người mà từ bấy lâu nay mà được bảo vệ khi mà không trả tiền nhà đó thì bây giờ phải dọn ra, bởi vì những người chủ căn nhà ở cái thành phố này họ cũng đã chịu đựng trong một khoảng thời gian dài tất cả những người này không có trả tiền nhà nữa, nhưng mà chưa thấy cái trường hợp nào mà đi quá khích như người phụ nữ này. Thêm một hành động vừa ăn cướp vừa la làng của Putin. Sáng nay, trong khi xuất hiện lên đài truyền hình, Putin đã lên án Ukraine, nói rằng Ukraine đã có hành động khủng bố nhắm vào Nga. Quý vị thấy không? Trong khi đó, Putin ra lệnh cho nghĩa là giết dân thường, pháo kích, nghĩa là không sao hết. Cái chuyện đó là cái chuyện đi đánh bọn Nazi, bọn Đức Quốc xã, thì cái chuyện đó là cái chuyện chiếm Ukraine, không sao hết. Nhưng mà Ukraine có tấn công sang biên giới mà gây ảnh hưởng đến dân thường, chỉ có một vài người ở bên phía Nga thôi, thì đó là hành động khủng bố, ý đồ xâm lược của Ukraine nhắm vào Nga. Thì đó là tuyên bố của Putin. Chuyện gì đã xảy ra? Sáng ngày hôm nay, một vị thị trưởng trong một thành phố nhỏ tên là Lyubochen của tỉnh Bryansk, Nga, nằm phía bắc của Ukraine chút xíu đây thôi. Thì cái vị mà thị trưởng trong đây đó, họ nói rằng họ thấy là có lính Ukraine băng qua biên giới và nổ súng bắn
vào những thường dân bắn vào một chiếc xe dân sự của Nga ở tại đây. Và hậu quả đó, một người thiệt mạng và một đứa trẻ bị thương. That's it. Chỉ thế thôi. Mà thực sự đó, cái tin tức này được đưa ra bên phía Ukraine đó, họ bác bỏ ngay lập tức, họ không nói, họ không có tuyên bố, họ chỉ nói rằng đây là hành động vu khống thường tình của phía Nga nhắm vào Ukraine. Họ không có hành động đó. Bởi vì cái cuộc chiến hiện nay đó, chúng ta thấy là họ đang tập trung ở khu vực Donetsk nè, cả cái bốn vùng chiến thuật này ở từ phương Bắc cho tới Zaporizhia và Kherson ở đây. Thì lẽ đương nhiên có một vài hành động, nhưng mà cũng có thể là Ukraine đang chống lại các mối đe dọa của Nga. Không biết được chiếc xe đó là chiếc xe của tình báo Nga chạy qua biên giới Ukraine, rồi chạy ngược trở về, rồi lính Ukraine bắn theo. Tất cả những cái tin tức này chưa có ai kiểm chứng được cả, nhưng mà Putin đã lợi dụng tình hình này để nói với thế giới đó, quý vị thấy không? Ukraine cũng có hành động khủng bố và xâm lược băng qua đường biên giới của Nga để tấn công. Một người thiệt mạng và một đứa trẻ bị thương. Chúng ta tiếp tục với các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo.